How did I go from this? Received some more information about my coming examination. Have you visited many countries? To be honest, not many, especially compared to you, because I have only been to, or other than Vietnam. Actually, I have been to a lot of provinces, different places in Vietnam, yeah, partly because of my work. But international wise, I have only been to Thailand and China. And that happened this year. So. Oh really? Có bao giờ bạn thắc mắc là vì sao mà mình học tiếng Anh hơn chục năm rồi, thậm chí là luôn đạt điểm cao cho các bài thi tiếng Anh trên trường, nhưng mà khi phải nói tiếng Anh, đặc biệt là với người nước ngoài, thì tự dưng đầu óc mình nó trống rỗng, tay chân mình run lẩy bẩy và chỉ một nụ cười vô tri nở trên môi. I don't speak English. Hello, hello, it's Sophia here. Chào mừng mọi người quay trở lại với channel YouTube của mình. Và nếu như đây là lời bạn ghé chơi thì hi, mình là Sophia. Trước kia mình học chuyên Anh và đã đạt giải nhì trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia. Sau đó thì mình đi thi và được 8 chỗ không IELTS. Gần đây thì mình đã vượt qua kỳ thi HSK5 và HSKK cao cấp. Mình nói tất cả những điều đó không phải để flex, bởi vì mình biết rất nhiều người mà nói được 5, 6, thậm chí là 10, 20 thứ tiếng. Cái mà mình đang muốn chia sẻ ở đây đấy là mình đã và đang trải qua tất cả những cái khó khăn mà các bạn cũng đang phải đối mặt, và mình đã đúc kết được một số cái lý do thực sự đang ngăn cản bạn tiến tới cái việc là có thể giao tiếp được bằng tiếng Anh hay là bất kỳ ngôn ngữ nào mà bạn đang học. Không phải là vì giáo viên hay là vì không có tiền đi du học đâu nha. Cũng như là cách mà mình đã vượt qua những rào cản đó để đạt được kết quả ngày hôm nay. Vậy thì không chờ đợi gì nữa, chúng mình cùng nhau bắt đầu thôi nào. Maybe you check newspaper. Hả? I check newspaper. No. I think you lucky today. Huh? I think you lucky. If I lucky, yeah. For sure, I believe me, I come back. Yeah. I look after you. I give you much, too much money. You're looking for mango, pineapple, banana, watermelon. You don't buy, I kill you, okay? Cut banana, 1 minute look like lady boy. Mình rất là thích hai cái video mình vừa show cho mọi người, bởi vì nó nhắc nhở mình về một trong những cái tư duy sai lầm lớn nhất khi mà học một ngoại ngữ nào đó. Đó là mình phải nói trôi chảy thì mới coi là nói được cái ngoại ngữ đó. It's like you can't speak a language until you're fluent. Nhưng mà quá trình học ngoại ngữ nó không phải là một cái zero sum game, không phải là hoặc là bạn nói được hoặc là bạn không. Và mình hoàn toàn có thể hiểu được vì sao chúng ta lại rơi vào cái bẫy này. Bởi vì khi mà mình xem các video các bạn du học sinh nói tiếng Trung thì có một thời gian dài mình cũng cảm thấy tự ti mặc cảm, mình không dám làm video nào tiếng Trung, và mình nghĩ rằng là mình phải đợi bao giờ mình nói hay như các bạn thì mình mới nên làm video chia sẻ cái quá trình luyện nói tiếng Trung của mình. Nhưng mà khi mà mình xem video các cụ bà tự tin bắn tiếng Anh cháy phố, dù là từ vựng ngữ pháp hay là phát âm đều chưa phải là hoàn hảo, thì mình nhận ra là bản thân sai quá là sai. Và mình nghĩ rằng là khi chúng ta học tiếng Anh thì cũng có những cái mặc cảm như thế. Đơn giản thôi, bởi vì mở các trang mạng xã hội ra thì chúng ta sẽ được bombard bởi những cái bạn nói tiếng Anh hay như là người bản địa, và chúng ta sẽ có cái cảm giác như là các bạn ấy đẻ ra đã có thiên bẩm nói tiếng Anh hay rồi, còn mình thì chỉ là một imposter. Mình có học 10 năm nữa thì mình cũng không thể nói được như các bạn. Nhưng mà chúng ta đang so sánh cái highlight của cuộc đời các bạn ấy với cái phần hậu trường, cái phần sau cánh gà của cuộc đời mình. Để có được những ngày hôm nay thì các bạn ấy có thể cũng đã mất rất nhiều năm luyện tập, đã có rất nhiều lần nói sai, nói chưa hay, nói vấp váp. Nhưng điều khác biệt ở đây là các bạn ấy giống như những cụ bà trong video, là các bạn ấy vẫn tự tin nói ngay kể cả khi mình nói chưa được hoàn hảo. Bởi vì sau những cái lỗi sai đó thì các bạn ấy mới có thể học được những điểm mới và có thể nói trôi chảy được như ngày hôm nay. Cái tư duy sai lầm thứ hai mà mình đúc kết được từ rất nhiều bạn học sinh của mình, đấy là mọi người cho rằng mình không nói được tiếng Anh đó là vì thiếu từ vựng. Nhưng thực tế là chục năm học tiếng Anh phổ thông trên trường đã cung cấp cho chúng ta không những đủ mà thậm chí là dư so với số lượng từ vựng cần thiết để chúng ta có thể giao tiếp được bằng tiếng Anh. Thì vì sao khi gặp người nước ngoài tự dưng não mình nó lại cứ offline? Thì mình cũng đã research về vấn đề này và phát hiện ra là cái việc chúng ta nghe hiểu và tiếp thu ngôn ngữ đầu vào thì nó được xử lý bởi một bộ phận gọi là thùy thái dương, còn cái việc chúng ta nói ra, viết ra, tức là tạo ra output thì nó lại được xử lý bởi một bộ phận khác gọi là thùy trái. Cho nên 10 năm chúng ta chủ yếu học từ vựng, học thuộc ngữ pháp thì chúng ta giống như là chỉ đến gym và tập một cái bộ cơ thôi, chứ còn chưa thực sự là tập cái phần cơ giúp chúng ta luyện phản xạ, bật ra được cái ngôn ngữ đấy. Cho nên chúng ta không nói được cũng là điều dễ hiểu thôi. Một cái nỗi sợ thầm kín nữa đấy là mình nói sai thì người bán ngữ sẽ cười vào mặt mình. Mình cũng đã từng có cái nỗi sợ như thế cho đến khi mình xem một cái video của một YouTuber người Mỹ phân tích là người bản ngữ người ta cũng thường xuyên mắc lỗi sai ngữ pháp như thế nào.
thì mình mới nhận ra là ngôn ngữ suy cho cùng nó chỉ là cái công cụ để mà truyền đạt thông tin thôi. Cho nên là mình có đôi khi nói sai một chút thì cũng không sao cả, quan trọng là người nghe hiểu mình là được. Thực ra nói đến đây thì mình nhận ra là có nhiều bạn có khi lại sợ bị chính người Việt Nam cười nhạo chê bai chứ không phải là người nước ngoài. Và đấy cũng là lý do vì sao mà mình ít khi xem những cái video react tiếng Anh của kiểu hoa hậu này, ca sĩ kia. Bởi vì có thể là người làm video thì người ta có ý tốt muốn góp ý xây dựng thôi, nhưng mà mình xem ấy thì mình sẽ có một cái tâm lý đấy là khi mình nói tiếng Anh sẽ luôn luôn có một cái giám khảo nào đó đang dõi theo và soi mói mình. Và chỉ cần mình sai một chữ thôi là sẽ bị cả thiên hạ họ ném đá. Nhưng thực tế là no one cares, không ai quan tâm đến mình, họ chỉ quan tâm đến bản thân họ thôi. Và bạn hãy cứ nghe mình và tự tin gia nhập top 1,3 tỷ người nói được tiếng Anh trên thế giới này đi. Và trước tiên thì chúng ta sẽ phải xác định là mình cần chuẩn bị những gì. Thứ nhất là phát âm chuẩn theo bảng quốc tế IPA. Thứ hai đó là 7 cấu trúc ngữ pháp thông dụng nhất mà mình sẽ liệt kê ở đây. Và thứ ba đó chính là 625 từ vựng phổ biến nhất. Cái danh sách này thì được tạo ra bởi một ông tên là Gabriel, mình sẽ để link ở phần mô tả. Thì các nhà ngôn ngữ học họ đã đo lường và chứng minh được đây là những cái từ vựng mà được sử dụng nhiều nhất, và chỉ cần học được 625 từ đó là mọi người cũng đã có một cái nền tảng để bắt đầu giao tiếp với người nước ngoài rồi. Và khi mà anh tra đã đầy đủ thì tất nhiên là chúng ta phải bắt tay vào hành động thôi. Thì mình đã nhấn mạnh lại trong rất nhiều các video của mình, đấy là tầm quan trọng của việc là mọi người phải luyện nói với người bản ngữ để có thể thực sự tăng cái khả năng phản xạ và cái khả năng tư duy một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất. Nhưng mà tất nhiên là để tìm một người bản ngữ nói chuyện cùng nó tương đối là khó khăn. Cá nhân mình lớn lên ở tỉnh lẻ, cái thời cấp 2, cấp 3 khi mà còn đang học trên Anh thì việc tìm một cái trung tâm mà có giáo viên chuẩn bản ngữ nó đã là rất là khó khăn rồi, và chưa kể là cái chi phí học cũng sẽ đắt đỏ nữa. Và mình đã phải tận dụng hết tất cả những cơ hội có thể để mà nói tiếng Anh với người bản ngữ. Ví dụ như là khi có giáo viên tình nguyện của Fulbright về trường mình dạy thì mình tìm mọi cơ hội để mà bắt chuyện với cô ấy. Nhưng mà đấy là mình may mắn được học trường chuyên chứ không phải là ai cũng sẽ có cơ hội đó. Vậy thì mình muốn chia sẻ với mọi người một cái ứng dụng mà thực sự là mình ước gì đã có ở Việt Nam từ những năm tháng mà mình còn đang học trên Anh, đó chính là Cambly. Cambly là một nền tảng học tiếng Anh trực tuyến kết nối học sinh và gia sư bản địa 24/7 qua video call. Mình nghĩ cái ưu điểm lớn nhất của Cambly đấy là cái tính linh hoạt của nó, bởi vì mình có thể gọi bất cứ lúc nào ở bất cứ đâu trên thế giới. Mình còn được lựa chọn gia sư dựa trên những cái thông tin công khai về trình độ, chuyên môn, ngành nghề và thậm chí là sở thích cá nhân. Ví dụ như là mình muốn luyện giọng Anh thì mình có thể nói chuyện với gia sư bản địa người Anh. Cambly cũng cho phép bạn ghi và xem lại các cái buổi học cũ để mọi người ôn tập và củng cố kiến thức. Ngoài việc học một một, bạn cũng có thể học theo nhóm nhỏ 3 người, học cùng với những bạn đến từ khắp nơi trên thế giới. Mình thấy tính ra chi phí còn rẻ hơn cả việc là mua các khóa học giao tiếp ở trung tâm lớp thì đông mà nhiều khi là giáo viên không được chuẩn bản ngữ như là mình mong muốn. Và mình thực sự thấy là ứng dụng này hữu ích cho nên mình cũng giới thiệu nó với đứa bạn đang học y của mình và cũng có nhu cầu đi IELTS. Thì bạn ấy có thắc mắc là vậy thì lên Cambly mình sẽ nói chuyện tự do hay là mình sẽ đi theo một cái giáo trình nào đấy? Câu trả lời đó là tùy theo bất kỳ mục tiêu nào của bạn, các gia sư Cambly sẽ giúp bạn đạt được. Dù đó là bạn muốn thực hành nói chuyện hàng ngày, hay là bạn muốn học ngữ pháp, hay là bạn muốn ôn thi IELTS, TOEFL, sẽ có những cái gia sư chuyên môn để giúp bạn. Có thể sẽ có bạn thắc mắc là em mất gốc tiếng Anh và phải học lại tiếng Anh từ đầu thì sao? Làm sao mà có thể nói chuyện với gia sư bản ngữ ngay được? Thì câu trả lời của mình là có thể nha. Bạn hãy tìm kiếm những cái gia sư nói được tiếng Việt bằng cách search cái cụm từ là Vietnamese trên thanh tìm kiếm. Ngoài ra một cái tính năng mà cũng rất là nhiều bạn sử dụng đấy là cái thanh chat. Bạn có thể đánh những cái từ cụm từ mà bạn mong muốn diễn đạt và Cambly sẽ dịch tự động để gia sư của bạn cũng có thể hiểu được và hướng dẫn bạn cái cách trình bày cái ý đó như thế nào. Okay, let me translate. So that says, I'm sorry, I overslept. Yes, that's correct. Yeah, I think it would do well with simple sentences, but maybe with more complex, with like cultural nuances, maybe it will struggle a little bit. Let me think of a sentence. Like, nothing comes off the top of my head right now. But yeah, if you're using things like idioms or metaphors, then it probably won't work. But this is more, it's more for like the, it's like we're in real difficult times. Mm-hmm. Like if your level was very low and then we're really struggling to communicate, then this is very useful. Yeah. But so the student would have to try to make the sentences based fairly simple. Yeah. So I come from England. Where do you come from? I come from Vietnam. Mm-hmm. Have you from ever which city? From a city in the north of Vietnam, Nam Định. Maybe you have never heard of it, but it's like... I'm not sure, but I have visited Vietnam before. Oh, really? Wow. It was a long time ago, I think in 2007, maybe? Mm-hmm. Is it so, for traveling or business? Yeah. For traveling. Yeah, I spent 3 weeks. I started in Ho Chi Minh City, then I went down into the Mekong Delta, mm-hmm. And then went up to, I think, Nha Trang. Oh, Nha Trang, yeah. Hoi An. Mm-hmm.
Hue. Wow, you still remember all the names? Oh, very much. And then Hanoi, and then I did a day trip into what's it called? The boat trip, the beautiful cliffs. What's it called? Halong Bay. Oh, yeah, Halong Bay. That's right. Yeah, a must visit site, right? Yeah, it's very nice, very nice. But yeah, I had a really nice time in Vietnam. But like I said, it was in 2007. So what's that? 15 years ago, 16 years ago. That's a really long time ago. And how many countries have you been to other than Vietnam? Ooh, a lot. I think I've been to around 40 countries, maybe, or 39 countries in total. Wow, that's a lot. Yeah, I think actually I was planning to. Yeah, I think just before my 40th birthday, I had planned a trip to Japan, mm-hmm. and that was going to be my 40th country just before my 40th birthday. Wow. But that was that was in 2020. Oh. So obviously everything was cancelled in 2020. So I think I'm still on 39 now. I haven't visited any new countries since then. Let's just like pretend that 2020 didn't happen. Like, yeah, I would love to. Yeah. Because I encountered so many problems that I like no one tell me before. Like, I wish that there were someone who had told me that I should avoid this, I should do that instead, and things like that. Mm-hmm. So that's why I started my channel. Yeah, it's mainly about studying. Well, I will tell you this. It's a thing that bothers me the most about when people are learning languages. They will read a paragraph, like they'll wait for the native speaker to read a whole paragraph, even if they're listening to something audible, right? Mm-hmm. They'll listen to the native speaker read, and then they wait till they're at the end, and then the learner will start reading. But that's not the best way to learn. Mm-hmm. So there's this thing called mimic reading, and basically you read right after the native speaker. Speaker is reading and they read like three words into the paragraph, and then the learner needs to start, so they actually will be reading at the same time. Yeah, so I think it's also called shadowing, right? We are shadowing, yeah. So many people do not do this, and I try, they come on here and I try to get them to do it. I explain it to them. They don't get it. Some of them, I'm like, okay, I'm just done. Okay, you. Or I have, they want to prove their reading abilities, and I know you can read it very well. You can read it, but you still have an accent. Mm. And so just let me, you know, read it right before you and you read over me, it would your ear will automatically tune into the native speaker's accent. So that's probably the biggest tip. And if you ever wanted to really put that out there onto your channel, would be to encourage people to do shadow reading. There are so many definitely. It's such a coincidence, because I was making this video about, you know, like how to improve your speaking skills, and I also mentioned the method that you just shared, that like the way I practice speaking English, because, you know, I grew up in a small province. I didn't have, you know, native speakers. Cambly didn't exist at that time. So the way I practice speaking is by watching films and movies and try to mimic their sentences to their, you know, to the tone. Because I think what's the hardest part about trying to speaking like a native is their intonation, you know, the up and down. You cannot learn that through books. You cannot learn that in school. You need to, like you said, mimic our every sentence, every part of their sentence, even like smaller part of the sentence, to try to copy that kind of tone as closely as possible. Yeah. Mình biết là với những bạn còn đang đi học thì có thể là cái chi phí đầu tư bỏ ra nó hơi lớn. Nhưng mà rất may là Cambly đã chơi lớn và quyết định tài trợ cho các bạn khán giả của kênh Sophia Here mã giảm giá 50% cho gói 12 tháng và mã giảm giá 40% cho gói 3 tháng, kèm với các quà tặng đặc biệt nếu như mà bạn đăng ký qua link ở bên dưới, sử dụng code của mình là Sophia0623. Đây là cái chương trình ưu đãi lớn nhất trong năm, nhưng mà bạn phải nhanh tay lên, bởi vì là mã giảm giá này nó sẽ chỉ có hạn sử dụng đến ngày 30 tháng 6 thôi. Cái phương pháp tiếp theo mà mình đã áp dụng để có thể đạt 8.0 điểm Speaking IELTS đó chính là quay vlog. Hồi cấp 2 mình rất là nghiện xem những cái video như của chị Michelle Phan này, rồi những cái video có A Day in My Life, những cái video vlog, nhưng mà thời đó thì nó vẫn chủ yếu phổ biến ở nước ngoài chứ chưa quá là phổ biến ở Việt Nam. Nên là khi mà mình cũng ngựa ngựa và muốn bắt chước theo thì mình vô tình là mình lại quyết định là quay bằng tất cả sử dụng bằng tiếng Anh, và mình có đến cả 100 video như thế trong điện thoại này, trong máy tính, và thậm chí là trên cái kênh YouTube của mình. Mọi người sẽ không thấy được vì mình tất cả mình đều để private, nhưng mà thực sự là nó là những cái trang nhật ký của mình luôn đấy mọi người.
thậm chí có những lúc mình không cần bật nút quay, mình cứ để điện thoại ở đó và nói chuyện một mình. Nhưng mà chính cái việc là mình nói về những cái chủ đề rất là gần gũi, là giống như là hôm nay tôi làm gì, chuyện gì đã xảy ra, tôi đang có dự định làm gì chẳng hạn, nó đã giúp cho cái phản xạ ngôn ngữ của mình nó cải thiện lên rất là nhiều, và cũng như là giúp mình phát hiện ra những cái lỗi sai trong cái phát âm để mà mình có thể sửa ngay được. Some of my students that lack the confidence, I tell them it's all like it's the psychology, it's a psychological thing behind it. So I really encourage them, like writing down every day, I'm okay with being a fluent English speaker. I'm okay. Well, it's also like rewiring your brain. And this guy, Jim, he talks about your brain is a supercomputer and your self-talk is the program that runs that supercomputer. So if you say you can't pass the IELTS test, or I can't learn English by listening, or whatever it is, any language, you will never do that. So by writing things down, you become much more aware of your self-talk, so that when you go into the negative part, you're going to have those moments of frustration. But before it gets too deep into the brain, you can stop and be like, oh, wait a moment, no, I'm fully capable of this and I am okay with it. Phương pháp cuối cùng mà mình muốn chia sẻ cho mọi người trong video này đó chính là shadowing. Thì đây là một kỹ thuật giúp mọi người cải thiện phát âm, ngữ điệu, âm điệu, tức là intonation, stress và pronunciation. Bạn có thể áp dụng cái phương pháp này với bất kỳ cái tư liệu nào bạn muốn, có thể là với bạn shadow lại một cái podcast, bạn shadow lại một bộ phim bạn yêu thích, hay là thậm chí là một cái video YouTube chẳng hạn. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy cùng thử shadow lại một cái đoạn ghi âm của một phát thanh viên mà mình vô cùng yêu thích, đó chính là bà Trịnh Thị Ngọ. Thì chúng ta hãy bắt đầu thôi. How are you, G.I. Joe? How are you, G.I. Joe? It seems to me that most of you... You are poorly informed. Are poorly informed. About the going of the war. About the going of the war. To say nothing about a correct explanation. To say nothing about correct explanation. Of your presence over here. Of your presence over here. Nothing is more confused. Nothing is more confused than to be ordered into a war. Than to be ordered into a war. To die or to be maimed for life. To die or to be maimed for life. Without the faintest idea of what's going on. Without the faintest idea of what's going on. Đó, mọi người có thể pause lại hoặc không, thì mọi người vì cái video này mình thấy là nó tiết tấu nó hơi nhanh, cho nên là mình pause lại để mọi người có thể dễ follow hơn. Tổng kết lại thì mình muốn nhấn mạnh rằng là học nói một ngoại ngữ nào đó, bản chất nó chính là mọi người luyện tư duy và phản xạ bằng ngôn ngữ đó. Cho nên là mình bây giờ mình đôi khi mình cảm thấy mình bị thui chột tiếng Việt ấy mọi người. Kiểu như mình muốn diễn đạt một cái gì đấy mà chỉ nhớ ra cái từ đấy trong tiếng Anh mà không nhớ ra từ đấy trong tiếng Việt. Tức là cái quan trọng là sự tự tin và luyện tập. Hãy luyện tập 40 giờ một ngày. Cảm ơn mọi người đã xem đến đây. Và nếu như mọi người thấy video này hay, đừng quên like, share, subscribe và comment bên dưới cho mình biết. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Bye.